Hello, xin chào tất cả các bác Lại quay trở lại kênh youtube của Zero FV Chuyên mua bán trao đổi các dòng điện thoại cũ giá rẻ Hôm nay là ngày 16 tháng 9 năm 2024 thì mình lại tiếp tục lên sóng và giới thiệu bác những sản phẩm ngày hôm nay các bác nhé Hôm nay thì cái lượng hàng bán đi khá khá rồi và nhưng mà hàng mới lại về rất là nhiều để phục vụ các bác. Và bác nào mà lần đầu tiên xem kênh của độ thì cho em xin một nút đăng ký kênh và một nút like video ở bên dưới các bác nhá. Mỗi một ngày một buổi tối thì em sẽ lên sóng một clip báo giá tất cả những sản phẩm của em vào ngày hôm sau. Đấy. Và bác nào thích chiếc nào thì các bác có thể đặt hàng bên em qua hai Đức. Một nếu ở Hà Nội các bác qua trực tiếp cửa điện thoại một trăm là 111 triệu khúc các bác nhá. Hà Nội để xe máy. Còn cách mua hàng thứ hai là các bác ở xa không qua được là cách phổ biến hơn là các bác cọc tiền sau đó bên em ship hàng tận nơi cho các bác, các bác nhận hàng được mở ra kiểm tra hàng trước khi toán và những cái đơn hàng dưới 10 triệu cọc 300 trên 10 triệu cọc 500 và phí ship là 30 000 các bác nhá. Đấy các bác thanh toán cho người giao hàng ấy các bác. Ok thì hôm nay thì rất nhiều bác hỏi em là những cái máy đời cao như kiểu 22 ultra, 23 ultra thì mọi ngày em sẽ quay ở cuối clip nhưng mà ngày hôm nay thì em sẽ lộn ngược lên Bởi vì khi mà cuối clip các bác xem nó sẽ rất là dài dòng Và nhiều bác này không biết tua clip đâu Không biết tua video Đấy, Các bác cứ xem lần lượt thì nó rất là dài các bác nhé Và hôm ngày hôm nay thì em sẽ giới thiệu bác Những dòng 23 con 22 Ultra đầu tiên trước Và trước khi giới thiệu con 22 và 23 con tra Thì em giới thiệu bác Một con máy tính bảng còn sót lại Tại cửa hàng điện thoại Zero MV Đây chính là con Galaxy Tab A một con tắp a đẹp 98 đến 99 phần gần như một con siêu lướt luôn này. các bạn nhìn viền vùng các kiểu ok chưa em còn chưa thấy cái vết xước nào luôn con này máy rất mới và đẹp luôn các bạn nhé zin thì đương nhiên với các bác là nguyên bản nguyên zin 100 rồi người ta gọi là zin từ a đến á màn hình của nó là 10,9 inch các bạn nhìn này một gang tay còn chưa hết này Đấy, các bác nhìn này, một gang tay còn chưa hết các bạn nhé con này thì màn hình to nói chung là rất là mượt luôn ram của nó tuy là ram 3 trên sáu trên ba hai g nhưng mà nó rất là mượt các bạn nhé xem phim giải trí nghe nhạc các kiểu hoàn toàn ok pin trâu màn hình to phù hợp cho những cái bác mua về cho ông bà các kiểu xem phim gọi điện nhắn tin như bình thường như cái điện thoại luôn các bác nhìn nhá đấy có thể gọi điện nhắn tin như một cái điện thoại không khác gì một cái điện thoại đâu nhá đấy gọi điện nhắn tin đấy qua cái ứng dụng này các bác nhìn được gọi điện nhắn tin bình thường đấy con này hiện tại là con Galaxy Tab A phiên bản này là phiên bản của Hàn Quốc lắp sim nghe gọi các kiểu như bình thường giá hiện tại là 2 triệu 9 trăm nghìn các bạn nhé 2 triệu 900 nghìn một con Galaxy Tab A đấy thì đây là chính là cây máy đầu tiên mà em review và giới thiệu bác trong cái cái clip ngày hôm nay và bên em thì còn một cái mã nữa là một cái dòng máy tính mác, à, máy tính laptop các bạn nhé laptop thì bên em vẫn còn rất là nhiều đây là chính là con Galaxy Book 3 g 5 g các bạn nhìn này Galaxy Book 3 g 5 g máy mới 100 phần full box luôn chưa cả edit máy nên nghĩa là máy chưa sử dụng đến con này có một cái cục sạc này zin hãng máy thì mới 100 trăm chưa sử dụng các bác nhá đấy con này thì Galaxy Book 3 gấu lòng g bộ bên trong của nó là ổ SSD 128G nói chung cấu hình thì các bác có thể gọi lên Google tra thêm anh em nào chốt thì vào việc thôi các bác nhá mấy bác cứ nhắn tin cho em bảo là cấu hình nó như thế nào thì cấu hình thực tế là em đã đọc hết trên clip này rồi đấy các bác cần thêm cấu hình thì các bác có thể gọi lên thêm Google nữa đấy thì con này là con Galaxy Book 3 gấu lòng g đây các bác nhìn đây cấu hình của nó như sau con này thì uh, máy nào con laptop các bác nhá phù hợp cho những cái bác mà mua về cho con cái học sinh các kiểu dùng để học hành online các kiểu ok rồi tra cứu những cái thông tin trên mạng nó tiện lợi và nó sẽ không bị hại mắt ấy thì hoặc là những cái bác mà đi lại nhiều công việc mà đi lại nhiều đút túi quần túi áo nhiều cần một con máy nhỏ gọn mà gọi là để trích công việc trích mail rồi trích uh, làm việc trên laptop thì các bác có thể lựa chọn con này con này ưu điểm của nó là cắm được cái sim các bác nhá nó không phải là cái dòng máy thiên về chơi game nên là nó sẽ không thiên về cái uh, cái ram cái 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 chip nhiều mà nó thiên về gọi là dân uh, văn phòng là chính các bác dân văn phòng học hành các kiểu ok là chính. Đấy, nó không phải thiên về chơi game. Cắm được sim này, rắc tai si này, rắc USB uh, này, rồi khóa các kiểu ok. Con này thì uh, đầy đủ các bác nha, Cắm được sim 4G, cắm sim 4G dùng như cái điện thoại luôn đấy rắc 3.5 rồi micro rồi thẻ các kiểu ok đấy thì con này là một con máy mới 100 Galaxy Book 3 5G bộ trong của nó là một chai 8 g và ổ của nó là ổ SSD anh em nhé ổ SSD thì tốc độ xử lý của nó nhanh ít nhất phải tấp gấp 4 đến 5 lần so với ổ HDD đấy thì con này giá hiện tại em đang bán cho các bác là 6 triệu 5 6 triệu 5 thôi là các bác đã được sở hữu rồi hôm trước mấy bác mua toàn 6 triệu 990 nhưng hôm nay giá giảm còn 6 triệu 5 và bên em vẫn còn đang còn rất nhiều các bác còn phải chục cái là một chục cái laptop nữa Đấy thì bác nào mà kết mà chốt thì các bác vào việc luôn. Gal uh, Galaxy Book 3 Go 5G mới 100 trăm full box 6 triệu rưỡi là các bác đã mua rồi. Phải nói các bác là quá rẻ luôn các bác nhá. Giá hôm nay quá êm luôn. 6 triệu 500 nghìn. Ok và bây giờ thì em giới thiệu bác những cái sản phẩm điện thoại Điện thoại thì như em đã đầu em đã nói là giới thiệu những con đời cao cấp nhất Sau đó sẽ giảm dần xuống theo thứ tự lần lượt từ máy cao tiền xuống thấp tiền các bạn nhé S23 Ultra một con hàng A phiên bản 512GB phiên bản Hàn Quốc Và S23 Ultra thì từ S23 trở lên thì em khuyên các bác lên mua bản Hàn Quốc Bản đấy cao cấp nhất trên tất cả các phiên bản các bạn nhé RAM 12GB bộ trong là 512GB Chip 8 Gen 2, pin 5000 camera 100x và độ phân giải là 100 à, 200 megapixel máy thì cạnh viền của nó sẽ vuông vắn hơn là cái thằng Galaxy S22 Ultra con này thì anh em sẽ được sở hữu cho em là đấy hai sim sóng hỗ trợ 5g ra 12 512 g Qua này máy mới hàng a đẹp 99 phần trăm 17 triệu ba phiên bản 512 g các bạn nhá các bác đừng đi so với mấy con 256 g 256 g thì đừng nó phải rẻ hơn rồi đấy 256 ghi bản Việt Nam thì nó còn có giam 8 rồi Nhưng đây nó vừa ra 12 vừa 512 ghi Giá 17 triệu 3 Và sản phẩm tiếp theo cũng là màu trắng Nhưng con này là cũng là hai ghi Nó là hàng A trừ A trừ thì nó gọi là không đẹp keng bằng cái phiên bản hàng A kia Nghĩa là trên viền của nó Có một số những cái vết xước Đây có một cái cấn nhẹ như này thì gọi là hàng A trừ Còn lại tất cả các cái khác là viền vùng các kiểu ok hết các bác nhá Máy thì cam kết các bác là zin từ A đến Á Tất cả các chức năng hoạt động ok thì đây chính là con Galaxy S23 Ultra phiên bản 512 g hàng ngay trừ 16 triệu 8 rẻ ăn cây kia tận 500 nghìn ngoài ra thì em còn S23 Ultra phiên bản 256 g hàng A trừ 16 triệu 5 màu xanh đấy ra 12 các bạn nhé không phải giam giam ấy đâu không phải là giam 8 đâu mà giam RAM là 12 mà này hai sim hai sóng và ghiêm của gọi đồng thời được không? Đấy, nói chung là bản Hàn Quốc này thì vừa hỗ trợ hai sim vừa ghiêm của gọi 16 triệu rưỡi Đấy, phiên bản S23 Ultra 256 g hàng A trừ cây này là 16 triệu năm màu xanh các bác nhá màu xanh này các bác nhìn rất đẹp luôn gọi là màu A hàng A trừ này thì so với hàng A thì nó gọi là cũng gần như một chín một mười nó chỉ có mỗi cái là nó gọi là một thai những cái vết phải nhẹ đây đây để gọi là ti ti không đáng kể các bác nhá không đáng kể thì con này là một con hàng siêu lướt luôn giá hiện tại là 16 triệu 500 nghìn phiên bản 256 GB. Đấy giá thời điểm này cũng rất êm. Ngoài ra thì em còn hai cây màu hồng nhạt nữa. Màu hồng nhạt thì hôm trước các bác cứ hỏi em là có màu hồng nhạt hay không thì hôm nay về hai cây. Một cây 256 GB 16 triệu tám hàng A. Hàng A này đẹp 99% các bác nhá. Còn một cây thì 512 GB hàng A trừ thì hai cây này gọi bù trừ cho nhau thì em vẫn bán đồng giá cho các bác là 16 triệu tám nếu bác nào không quá quan trọng về thức thì các bác có thể lựa chọn con 512 GB hàng A trừ này. Đấy thì uh, anh em nào mà kết chốt thì vào việc các bác nhá. Đây thì uh, Hôm nay em giới thiệu cho các bác là Galaxy S23 Ultra đầu bảng đầu tiên Và một cái sản phẩm tiếp theo chính là 22 Ultra 22 Ultra là một cái dòng máy mà các bác cũng hỏi rất là nhiều Và hiện nay thì 22 Ultra em có cả phiên bản Hàn và phiên bản của Mỹ Tí nữa em sẽ giới thiệu cho các bác cái phiên bản Hàn Quốc về nhiều vô số luôn các bác nhé Đầu tiên em giới thiệu các bác bản Mỹ trước cho các bác nào dùng hai sim và các bác nào cần một con máy nét nền nét đẹp như ngọc tờ ring 99,69% thì các bác quất ngay cho em phiên bản Mỹ này cho em. Phiên bản Mỹ dung lượng 512 g hiện tại em đang có ba màu là màu đen, màu đỏ và màu xanh. Đấy ba màu như các bác đã nhìn trước mặt các bác đây nhá. Qua này là dung lượng lên tới 512 g Đấy các bác đủ để lưu trữ hết amu mảnh người yêu cũ của các bác chưa? 512 g để còn nguyên siêu viền đi đông bóng đẹp LED lẹt 99,69%. Qua này anh em sẽ được sở hữu một cái quả màn hình AMOLED kích thước là rộng là 6,8 inch, 2K cộng và 120 Hz các bác nhá. Máy hàng này mới về xong ấy những cái con mà chưa áp dụng quốc tế này các bạn nhìn này nó có cái ứng dụng att như này nhá ngày mai em chuyển hết sang dùng quốc tế là tất cả những cái ứng dụng tào lao này ấy những cái ứng dụng tào lao chi phưỡn này là em sẽ xóa sạch đi như vậy nhá và cái ứng dụng nhà mạng att ấy Đấy, thì các bác nhìn này ngày xưa thì cái bản Android 13 nó không có bật tắt nhanh dữ liệu di động như bây giờ thì nó có rồi nhưng mà em vẫn áp hết dụng dụng quốc tế cho các bác Đấy, loại bỏ tất cả những ứng dụng rác ứng dụng thừa các bác nhá con này là phiên bản 512g ra 12g chip slot 8 gen 1 pin 5000 camera 100x và độ phân giải 108 mp giá hiện tại ba cây này đối với phiên bản 512 gb thì em đang bán cho các bác là 13 triệu 200 nghìn các bác nhá 13 triệu 2 và trong cái giá đấy thì bao gồm đầy đủ là sạc cáp ốp lưng và giá màn hình rồi bên em bán là giá là bao gồm đầy đủ phụ kiện và phí ship là 30 000 các bác nhá. Kể cả những cái đơn 13 triệu thì cũng 30 000 mà những đơn 2 triệu thì các bác cũng trả 30 000 Đấy, không gọi là đồng giá 30 000 tiền ship. Người ta gọi là đồng giá đấy các bác nhá, để cho mang gọi là mang tính công bằng. Thì con này là một con 512 g là 13 triệu 2. Còn nếu các bạn nào mà không lưu trữ đến khoảng 512 g thì các bác có thể quất cái phiên bản 256 g được cho em. 256 g có màu trắng, màu xanh và màu đen ba màu để cho các bác lựa chọn này Đấy, trắng xanh đen con này thì camera 100x giống hết cái phiên bản 512 ghi nó chỉ khác nhau về cái bộ nhớ thôi bộ nhớ con kia 512 gb nhưng con này là 256 các bác nhá ram 12 256 này chip 8 gen 1 pin 5000 Đấy, màu trắng màu xanh và màu đen giá hiện tại em đang bán cho các bác là 12 triệu rưỡi đối với cái phiên bản nào phiên bản 256 gb 12 triệu 500 nghìn tặng đầy đủ cho bác sạc cáp ốp lưng, giá màn hình cho bác nhá Samsung Galaxy S 22 Ultra Đấy, phiên bản là 256G Còn ngoài ra S22 Ultra em có cả phiên bản 128G 128G cũng đầy đủ cho các bác là bốn màu Phải nói các bác là cái phiên bản 128G là bay như vũ bão luôn Bởi vì sao? Một con hàng flagship mà giá em để như một con hàng bình dân Các bác bây giờ đi quất mấy con A55 thôi Nó phải luôn xích soát 10 triệu rồi Đấy con A55 ấy các bác nhá Mà trong khi một con 22 Ultra này nó hơn gấp tỷ lần luôn Các bác so sánh ấy Các bác phải so sánh ví dụ từ camera này Từ màn hình này rồi từ loa kép sạc nhanh bút s pen này rồi đủ thể loại nữa cơ rồi uh, màn hình cong tràn viền đỗ các bác kiếm đôi ra con tầm trung mà màn hình cong kiểu này ấy giam cứ không phải ra mấy bộ nhớ là quyết định tất cả đâu các bác nhá con này thì uh, loa kép nghe nhạc rất hay ram 8 128 g chip slot 8 gen 1 pin của nó là pin năm uh, 5000 phiên bản này là phiên bản của Hàn Quốc à phiên bản này là phiên bản của Mỹ phiên bản này USA đây các bác nhá giá hiện tại đối với phiên bản USA này em đang bán cho các bác là đối với phiên bản một chai 8 kg này em đang bán là, 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 là uh, 10 triệu chín và trong cái giá này bao gồm đầy đủ cho bác là sạc cáp ốp đường giá màn hình đấy 10 triệu chín các bác nhá tặng đầy đủ phụ kiện luôn màu xanh màu đen màu đỏ và màu trắng đấy bốn màu để cho các sếp lựa chọn sếp nào thích màu nào thì anh em vào chung kết màu đấy có màu đen bác có bác thì bảo anh cứ phải màu đen huyền bí có bác thì bảo anh cứ phải thích trắng ngọc tờ ring cơ đấy nên mỗi người một kiểu không ai giống ai cả có một người thì cùng cái thời điểm khác nhau rồi đã thích khác nhau rồi đấy đã thích một cái phong cách khác nhau rồi nên là không ai giống ai bác nào thích màu nào thì các bác chốt màu đấy các bác nhá số điện thoại thì luôn để góc kia để cho các bác tiện theo dõi và các bác tiện liên hệ đấy, khi mà gọi điện cho em không được thì anh em nhớ là nhắn cho em một cuộc vào zalo các bác nhá nhắn cho em một tin vào zalo được nghĩa là cứ chỉ cần gõ cái số điện thoại của em lên ô tìm kiếm với zalo ấy Đấy, cái ô tìm kiếm trên cùng của Zalo ấy, nó sẽ ra cái dây độ MV mít vượng ấy là chính là của bên em các bạn nhá. Ok và đấy là 22 Ultra phiên bản dung lượng là 128 GB, 256 GB và 512 GB. Hôm nay thì em tới tư liệu bác phải nói các bác là một cái lô Samsung S22 Ultra phiên bản Hàn Quốc dung lượng 256 GB và 512 GB. Đây các bác nhìn nhiều vô số luôn, 256 GB và 512 GB. Trước mặt các bác đây chính là phiên bản 512 GB. Em sẽ cầm đại diện cho các bác nào gọi là bốn cây bốn màu thôi còn quá rất nhiều các bạn nhá đây còn rất nhiều thì uh, em sẽ giới thiệu các bác hôm nay mới về một cái lô phiên bản S22 Ultra Hàn phiên bản dung lượng 512 g màu đen màu trắng màu xanh màu đỏ bốn màu như các bác đã nhìn trước mặt các bác đây Đấy, thì hiện tại con này hàng 98 đến 99 phần trăm các bạn nhá lô hàng này quái chung các bác là rất đẹp các bạn nhìn chưa đẹp chưa 98 đến 99 phần trăm tất cả các chức năng hoạt động ok đây có cây này thì nó có một cái vết hơi xước bé này còn mấy cây kia thì ok ấy sorry các bác đang quay thì có người gọi. Quên không tắt chuông, đây em sẽ vừa tắt chuông đi rồi. Anh em thông cảm nhá. Đang quay video thì có khách gọi nhưng mà em sẽ không nghe được máy bởi vì trong quá trình gọi này, trong quá trình quay này em sẽ không muốn nghe máy để nó đỡ ảnh hưởng đến quá trình quay. Thì con này là con Samsung Galaxy S22 Ultra 512GB bản Hàn Quốc. Con này thì hiện tại em đang bán cho các bác là 10 triệu à 11 triệu 800 000 của các nhá. Hàng đẹp 98 đến 99%. Nói chung là nếu mà có phẩy ý, thì nó cũng gọi là xước nhẹ không đáng kể. Đấy ví dụ như con này. Đấy có một cái vết bé xíu như này không đáng kể các bác nhá. Máy thì nguyên zin nguyên bản luôn này, phiên bản là phiên bản Hàn Quốc. Thì anh em sẽ được sở đề con con đỏ này còn nguyên cả cái siêu viền bên trên này cơ. Đấy nó phẩy nhưng mà nó còn nguyên cả cái siêu viền bên trên. Đấy, các bác nhìn chưa? Đấy, Lota này, ngọc tà chưa các bác? Con này thì hiện tại là màn hình của nó là màn hình 6,8 inch và độ phân giải màn hình 2K cộng 120 Hz. Phiên bản này là phiên bản của Hàn Quốc, RAM 12 trên 512 GB các bác nhá. các bác nhìn chưa? Thì con này bản Hàn Quốc giá hiện tại em đang bán cho các bác đối với phiên bản 512 GB là 11 triệu 8 và tặng đầy đủ cho bác là sạc cáp này, ốp lưng này, dán màn hình. Đấy phiên bản này phiên bản Hàn Quốc 1 à, 512 GB các bác nhá. Còn ngoài ra hôm nay em về được cả phiên bản Hàn Quốc 256 GB hàng 98 99% giá thì cũng đang có mức giá rất rẻ 10 triệu 800 nghìn là các bác đã được sở hữu rồi phiên bản 256 g phiên bản Hàn Quốc hình thức máy 98 đến 99 phần nói chung là không được đẹp bản Mỹ nhưng mà nó cũng gần như là siêu lướt luôn quá nhìn đẹp chưa đấy gần như siêu lướt luôn các bạn nhá. có đại giá hiện tại em đang bán cho các bác là 11 à, 10 triệu 800 nghìn có màu xanh này màu đen này màu trắng ba màu để cho các bác lựa chọn các bạn nhé đấy, 10 triệu 800 tặng đầy đủ xa cáp ốp lưng giá mình 256g máy đẹp thật các bạn đẹp chuẩn chỉ luôn con này giá hiện tại là 10 triệu 8 các bác nhé Đấy thì bác các bác nào mà thích phiên bản nào thì các bác vào việc Đấy, nhiều bác thì cứ nhắn tin gọi điện cho em hỏi chung chung rồi clip báo giá đây rồi mà cũng không xem Nên các bác cứ gọi cho em các bác hỏi là S22 Ultra bao nhiêu tiền thì thực sự là rất là khó luôn bởi vì cùng là một con máy ví dụ bản Hàn một giá bản Mỹ một giá này rồi bản Mỹ một chai 8 ghi 256 gb 500 gb lại một giá nữa nên là tư vấn nó rất là mất thời gian nên các bác cần xem video ví dụ các bác nhu cầu của bác là hai sim nhỏ ạ thì anh em chốt con phim ở Mỹ đi em anh ngắm thẳng vào phim ở Mỹ và bản Mỹ thì có những cái bản nào là một chai 8g, 256 ghi và 512g ấy thì tùy mức giá như vậy quất con nào nhắn tin ra đô em chụp ảnh cho các bác nào vào việc thôi ấy chân thì nó mới dễ được hoặc là các bác nhu cầu là một sim bản Hàn Quốc giá nó rẻ hơn thì các bác thích 256g hay 512g thì các bác xem clip này thích màu nào bảo chụp cho anh xem con 512g màu đỏ này ấy thì quất ngay con này các bác nhé đấy thì nó rất dễ như vậy thôi chốt rất dễ Đấy, bên em thì gọi là mua bán thì một ngày em bán đi biết bao nhiêu con máy luôn nên là anh em nào mua bán bên em quen hỏi thì rất là dễ gọi là những cái bác mà chưa mua bao giờ thì cách hỏi mua hàng thì nó khó hơn một chút ví dụ là các bác hỏi chung chung là s hai bao nhiêu tiền s hai cho bao nhiêu tiền thì rất là khó trả lời vừa một con máy s hai cha nó có thể tranh nhau đến vài triệu là cái chuyện bình thường ví dụ có con thì được 10 triệu tám nhưng có con tận 13 triệu mấy cơ đấy chênh nhau vài triệu là cái chuyện bình thường rất khó các anh em và đấy là cái sản phẩm S2 Ultra bây giờ em giới thiệu cho các bác là S21 Ultra hôm nay thì clip khá là dài khả năng là những cái con máy cỏ thì em sẽ cắt ra một clip khác các bác nhá đấy vì clip đến đây bây giờ các bác bảo bây giờ đến mới có giới thiệu được 23 22 mới 21 và đã đến 16 phút rồi Ok thì đây chính là con S21 Ultra con này thì hàng mới cứng cỡ 99,69 phần bản Mỹ Đấy, con này thì tất cả các chức năng hoạt động ok phiên bản của Mỹ camera 100x cầm đầm tay chắc chắn này Đấy, phiên bản Mỹ màn 6,8 inch 2K cộng 120 mẹp các bạn nhé Đấy, RAM 12GB bộ trong là 8 gb Mới cứng cựa 99% Giá là 8 triệu 8 Còn đúng hai chiếc duy nhất và cuối cùng thì thôi Còn ngoài ra thì em còn rất nhiều bản Hàn Quốc Bản Hàn Quốc thì loanh quanh từ 8 triệu 2 cho đến 8 triệu 3 8 triệu rưỡi là các bác đã được sở hữu một chiếc Thì hình thức của nó hơi phẩy các bác nhé Không được đẹp kem Bản Hàn Quốc thì hình thức hơi phải Đấy, Loanh quanh 8 củ 2 Đấy, Như các bác đã nhìn này, 8 củ 2 này Đấy, 8 củ 2 có con màu bạc và có con màu đen con này thì hình thức của nó trên viền của nó cũng có những cái vết phe phẩy vết xước các bạn nhá đấy vết xước này vết phe phẩy nói chung là vết phe phẩy nhẹ tổng quát em đánh giá tầm 95 cho đến 97 mọi chức năng hoạt động ok s21 tra bản Hàn Quốc giá cho các bác là 8 triệu 2 và 8 triệu 3 của các bạn nhá Ok bây giờ thì còn một cái dòng Ultra tiếp theo chính là cái dòng lốt 20 Ultra lốt 20 Ultra thì bên em đang có một cái lô phi bảo của Mỹ hàng mới cứng 99,69 trăm phiên bản của Mỹ màu đồng và màu đen và các bác nhìn nó đẹp chưa nhìn phê cho hết nước chấm chưa các bác qua này trong phân khúc hơn 8 củ thì các bác đi quất mấy cái con A54 mấy A55 mới làm gì trong khi mấy con ấy mới cũng loanh quanh gần chục triệu trong khi con này có 8 triệu rưỡi một con Galaxy Note 20 trang nghe nhạc cực kỳ phê luôn âm thanh của Note 20 này nghe rất sướng luôn các bác nha camera 5x này màn hình to này kích thước là 6,9 inch 2k cộng 120 hạt này phiên bản này phiên bản của Mỹ này 2 sim 26 hỗ trợ 5g pin 4.500 RAM 12 GB và bộ trong là 1 chai 8 GB. Và cái hay con này chính là các bác sẽ dùng được hai sim một thẻ nhớ đồng thời cùng một lúc các bác nhá. Nên là các bác không lo về bộ nhớ nữa. Các bác gắn một cái thẻ nhớ một chai 8 GB vào đây là ok luôn. Hiện tại thì em nó có màu đen và màu đồng bản Mỹ. Đấy thì giá hiện tại em đang bán là 8 triệu rưỡi. Và trong cái giá này thì bao gồm đầy đủ sạc cáp ốp lưng và giá màn hình. Ngoài ra thì em có cả bản Việt Nam. Bản Việt Nam này thì anh em sẽ dùng được là hai sim vật lý và bộ trong của nó là 256 GB có ghi âm cuộc gọi nha đấy có ghi âm cuộc gọi luôn bản Việt Nam hai sim 2 sóng 2 sim vật lý này khe một khe hai này đấy LFDS là đuôi sim l 985 ff là mã Việt Nam F học B là mã quốc tế các bác nhá DS là đuôi sim con này pin bốn ram thì 8 trên bộ trong là 256 y tất cả các chức năng hoạt động ok phiên bản Việt Nam 8 triệu rưỡi các bác nhá đấy lốt 20 ultra 5 g phiên bản Việt Nam 8 triệu 500 nghìn Ok và một cái dòng sản phẩm có chữ Ultra tiếp theo chính là S20 Ultra. S20 Ultra thì phải nói các bác ngày hôm qua lên phiên bản của Mỹ có 3 chiếc màu xám bay cả 3 trong một lốt nhạc luôn. Phải nói là các bác còn hỏi thêm mà không có hàng để bán các bác nhá. Hôm nay thì em còn lại phiên bản của Hàn Quốc và Hàn Quốc cái màu đen cũng bán hết rồi. Còn lại có mỗi màu màu xám thôi. Đấy bản Hàn Quốc này, bản Hàn Quốc này thì hay cái là nó bộ trong của nó 256 GB. Đấy và RAM của nó RAM 12 GB và chip Snapdragon 865 màn hình 6.79 inch 2K cộng vào 120 Hz. 6.79 inch thì các bác biết là nó rất là to các bác nhá nó là kích thước to nhất trên rất tất cả những cái dòng điện thoại luôn phiên bản này là phiên bản của Hàn Quốc có hỗ trợ 5G để ghiêm cuộc gọi này pin của nó pin 5000 này ram thì là 12 256GB chip slot 865 hiện hình thức máy tầm 97 98 giá hiện tại em đang bán cho các bác là 6 triệu 3 phiên bản Hàn Quốc nhược điểm của nó là máy chỉ dùng được một sim các bác nhé nếu bác nào dùng một sim thì quất bản Hàn Quốc này ok đấy trong tầm tiền hơn 6 cổ chắc cũng chả có đối thủ nào ăn được nó đâu S20 Ultra bản Hàn Quốc 6 triệu 300 nghìn Ok bây giờ thì em giới thiệu bác dòng S22 Plus trong tầm tiền hơn 7 củ thì hôm nay bản Mỹ cũng hết hàng rồi. Ngày hôm qua để quay đến có hai cháu phiên bản của Mỹ bay hết sạch trong một nốt nhạc các bác nhá. Ngày hôm qua thì em bán khá nhiều luôn. Và hôm nay thì em còn lại một cái lô phiên bản của Hàn Quốc Thì bản Hàn Quốc này hình thức của nó như các bác đã nhìn đây Nó không được đẹp mấy, nó gọi là hơi phe phẩy Có cây 75 này thì trông còn tương đối đẹp này Đấy, Tầm 97, 98 này, còn mấy cái cây mà 7, 7, 7 đây 75 này tương đối này 73 thì hơi xấu này, các bác nhìn chưa 73 hơi xấu nhá 73 này Đây loại là những cái con này nó nhìn nó hình thức nó không được đẹp thì giá hiện tại em đang bán cho các bác là từ 7 ,2 triệu 2 cho đến 7 triệu rưỡi đấy một con Galaxy S22 S22 Plus bản này là bản của của Hàn Quốc của anh nhau con này thì em sẽ được sở hữu cho em là màn hình của nó là 6, 6,6 inch phiên bản này là phiên bản của Hàn Quốc này 6,6 inch con này thì màn hình to kích thước là 6,6 inch thì ở mức độ không to không bé các bác nhé bộ trong là 256 gb ram của nó là ram 8 g Đấy, chip con này là chip 8 gen 1 pin 4500 phiên bản Hàn Quốc hình thức vỏ phẩy giá đang loanh quanh 7 ,2 triệu 2 đến 7 triệu rưỡi phải nói các bác là giá cũng rất là êm luôn cái bộ trong 256 y nói chung hình thức của nó thì không được đẹp càng thôi Đấy, có cây 7 triệu rưỡi thì cũng tương đối các bác nhá Đấy, thì giá loanh quanh hơn 7 củ các bác làm con 22 plus thì quá ngon ngon bổ rẻ luôn các bác nhá Ngoài ra thì trong cái tầm tiền hơn 6 củ thì em còn lại duy nhất một con Galaxy S22 S22 nhỏ phiên bản màu tím mộng mơ con này thì màu tím mộng mơ Đấy, rất đẹp luôn 98 đến 99 tất cả các chức năng hoạt động ok con này thì uh, 256 g 8 g pin 3 uh, 3700 nhưng mà rất giữ pin luôn các bạn nhá con này thì uh, chip 8 gen 1 22 nhỏ này phù hợp cho những cái bác mà đi lại đút túi quần túi áo nhiều thì các bác chơi con này cho em màu tím mộng mơ này thực tế thì trai gái đều dùng ok Đấy, giá hiện tại là 6 triệu ba các bạn nhá trong cái giá này thì bao gồm đầy đủ cho bác là sạc cáp ốp đựng và giá màn hình s 22 nhỏ Ok và trong cái tầm tiền hơn 6 cổ thì em còn một cái mã nữa giới thiệu bác chính là con S21 Plus. 21 Plus thì em có cả phiên bản Hàn và phiên bản của Mỹ. Phiên bản của Mỹ thì trước mà các bác đây là hai cây hàng đẹp căng. 99% RAM 8 GB, 2 SIM 26 pin 4800. Chip Snapdragon 888, con này giá 6 triệu 3 các bác nhá. 6 triệu 3 này. Hàng mới 99% đấy các bác nhá. Ngoài ra thì em còn có phiên bản của Hàn Quốc. Bản Hàn Quốc thì loanh quanh 5 triệu 8 là các bác đã được sở hữu rồi. Bản Hàn Quốc thì hiện nay em mới về được cả màu bạc, màu tím nữa này rồi màu đen này Đấy, loanh quanh alo số hết 5 triệu 8 nhá không có 6 triệu nó dùng gì hết con này thì 5 triệu 800 nghìn là các bác đã được sở hữu một con phiên bản của Hàn Quốc hình thức máy tầm 97 Đấy, để tất cả các chức năng hoạt động ok bản Hàn Quốc một sim nhưng mà bộ trong của nó là 256 gb mấy con này ở à đây mấy con này còn pin này mấy con này hàng mới về nên còn chưa cả chuyển ra ngôn ngữ tiếng Việt luôn con này giá hiện tại em đang bán cho các bác là uh, 6 5 triệu 8 đấy 5 triệu 8 màu tím màu uh, màu trắng bạc màu đen 5 triệu 800k các bác nhá. Samsung Galaxy S22 Plus. Thời điểm này giá cũng rất êm rồi. Và trong cái tầm tiền hơn năm cổ bây giờ em sẽ giới thiệu bác một cái mã máy mới về. Không giới thiệu bác cái mã này thì phải nói các bác là có lỗi với các bác. Hôm nay mới về một cháu Samsung Galaxy Note 20. Đấy, con này thì các bác nhìn để phiên bản của Mỹ mới cứng 99,69% đẹp như ngọc tờ rinh luôn các bác nhá. Màu chiếc màu đen. Đấy, hai chiếc Đấy, hai chiếc trong đó một đen một xanh ba chiếc Đấy, cho thêm hai chiếc nữa cho nó máu này năm chiếc rồi Đấy, các nhìn chưa màu xanh và màu đen thêm vài cháu màu đồng nữa cho nó máu nhé các bạn nhé Đấy, màu đồng hôm nay về một sấp luôn màu đồng phiên bản của mỹ Đấy, người ta gọi là phiên bản usa đi các bạn nhé phiên bản usa các nhìn nó đẹp chưa mê ly luôn trong tầm tiền hơn năm cổ về nói các bác hàng chất như nước cất luôn con này thì anh em sẽ được sở hữu cấu hình như thế nào Đấy, nhiều quá không giới thiệu được hết rồi Đấy, đẹp chín mươi à, giới thiệu sơ qua thôi không nhiều quá thì nó mông lung các bác nhá đây các nhìn này màu đồng màu xanh màu đen thì có mỗi một cháu thôi ấy các bác nào chốt màu nào thì vào chung kết bây giờ em giới thiệu cấu hình cho các bác con này anh em sẽ được sở hữu cho em là thứ nhất là cái máy là một con hàng phát ship lốt 20 thì các bác biết rồi con này thì bán rất chạy luôn lô trước về hết sạch luôn lô này về thì sáng nay anh sáng nay là sáng ngày 10 ngày ngày 15 tháng 9 ấy, là sáng chủ nhật ấy các bác qua các bác hỏi còn nốt 20 không nhưng mà hết sạch hàng rồi xong các bác lại tỉa em nào bảo sao trên clip thấy nhiều thế thì cái lô trước là hết sạch rồi các bác nhá nhưng mà cái lô này lại tiếp tục về thì nhiều khi hàng nó về lúc nào em đến bản thân em em còn không biết luôn Đấy, đến bản thân em em còn không biết lúc nào hàng nó về luôn bởi vì nó đi tàu thì lúc nào hàng nó về thì nó về thôi lúc nào nó về thì lại có quay lên có bác thôi ấy thì con này là con nốt 20 Ultra phiên bản của Mỹ Đấy, máy sẽ được mai em sẽ test và up hết Samsung quốc tế các bác nhá con này thì chắc up rồi đây con này chắc up rồi à con này chưa up này con này vẫn để đang để nguyên bản cái gốc của nó Mai em sẽ up lên zoom quốc tế hai c bay sóng tám một trăm chip slot tám con này có hỗ trợ 5 g các bác nhá loa kép sạc nhanh bút Pen các kiểu đầy đủ luôn giá hiện tại em đang bán là 5 triệu sáu và tặng đầy đủ cho bác là sạc cáp ốp lưng và giá màn hình samsung galaxy Note hai mươi g thì hôm nay mới về đấy màu đồng màu xanh màu đen Bác nào thích màu nào thì anh em nhắn tin zalo để đặt hàng các bác nhá ok và sản phẩm tiếp theo em giới thiệu bác Chính là con Galaxy S20 FE À S21 FE Còn một cây bản Mỹ Con này thì 5 triệu uh, 5 triệu rưỡi 2 SIM vật lý RAM 6GB, 128GB Màn hình 6.4, 6.5 inch đấy. đấy con này thì uh, Nói chung 4 pin 4.500 Một con máy trong tầm tiền hơn 5 củ cũ cũng, cũng ok Đấy con S21 FE Con này thì chắc các bác không lạ nữa rồi FE cái là Fan Edition của mấy nhá Con này giá hiện tại là 5 triệu rưỡi này Rồi ngoài ra thì uh, Trong cái tầm tiền mà hơn 5 uh, chưa đến năm cổ thì em đang có một cái mã phải một lô Samsung Galaxy Note 20 5G phiên bản này là phiên bản của Hàn Quốc phiên bản Hàn Quốc đang có giá 4 triệu 6 và nha 4 triệu 6 rẻ hơn bình thường 1 triệu so với bản Mỹ lúc nãy các bạn nhìn chưa thì hình thức của nó Việt này Đấy, viền của nó hơi xước nha viền hơi xước nói chung là viền hơi xấu thì các bác về các bác cắn ốp và là xong thôi con bản Hàn Quốc này thì một sim bộ trong 256g nó đang hết pin các bạn đây nó còn một cây có pin này mỗi trong là 256 g ram 8 g 4 triệu 600 nghìn các bác đã mua được một chiếc rồi lốt 20 g bản mỹ các bác nhá à, bản hàn quốc các bác nhá đấy thì các bác nào không quan trọng hình thức thì hơn 4 triệu thì làm con lại được quang quật các kiểu các bác dùng hai năm nữa chẳng lẽ các bác không bán đi được 3 triệu gần như nó xuống đến đáy rồi các bác nhá đi xuống đến đáy rồi đấy galaxy lốt 20 giá 4 triệu 600 nghìn giống như kiểu cái thằng nốt 9 bây giờ ấy loanh quanh cứ 3 triệu 3 triệu rưỡi 3 triệu 7 nó cứ loanh quanh cái mức đấy thôi nó không giảm được nữa bởi vì nó xuống đến đáy rồi các bác hiểu lông ra như vậy thì con nốt 20 này cũng thế giá 4 triệu 6 gần như nó xuống đến gần như kịch sàn rồi đấy thì các bác uh, mua về các bác dùng 2 năm vẫn bán đi vẫn được 3 triệu thoải mái luôn các nhé và một cái sản phẩm tiếp theo em giới thiệu các bác chính là nốt 20 5G nhưng mà nó là phiên bản của Hàn Quốc nhưng mà hình thức nó đẹp hơn đấy bác nào mà chê con ấy hình thức xấu thì chơi con hai con này hai con này hình thức nó đẹp hơn tầm 98 đến 99 đấy hai con nốt 20 này 5 triệu 3 đấy, bác nào thích đẹp hơn thì chơi 5 triệu 3 đắt hơn 700.000 nó đâu ra đấy ngay đấy, các bác nhé Đấy, bộ trong 256GB RAM của nó là bao nhiêu? RAM 8GB. Đấy, có hỗ trợ 5G và game của gọi một sim. Đấy lốt 20 5G. Trong tầm tiền hơn 5 cổ các bác có thể lựa chọn những cái mẫu máy như vậy. Bây giờ thì em giới thiệu nhanh cho các bác những dòng máy trong tầm tiền hơn 4 triệu các bác nhá. Sản phẩm hơn 4 triệu đầu tiên chính là con Galaxy S10 5G. Con này thì hiện tại là một con đằng trước đằng sau đều bằng kính này. Đấy, đằng trước đằng sau đều bằng kính là cái thứ nhất. Cái thứ hai anh em sẽ được sở hữu một quả màn hình 6.7 inch, độ phân giải màn hình 2K. Bộ nhớ trong của nó là 256 GB, RAM của nó RAM 8GB và pin của nó 4500, một trong những con máy pin trâu màn to thiết kế đẹp. Giá hiện tại em đang bán cây này là S15G đang bán cho các bác là 4 triệu rưỡi các bác nhá. Hình thức của máy đẹp tầm 9798 phần 4 triệu rưỡi, có màu đa sắc màu đen và màu màu vàng gold. Đấy ba màu như các bác đã nhìn trước mặt các bác đây. Đa sắc này, đa sắc gần như màu xanh xanh ấy các bác nhá. Màu đen huyền bí này và màu gold. Đấy thì giá 4 triệu 500 000 Sản phẩm đầu tiên trong tầm tiền hơn 4 cổ. Sản phẩm thứ hai trong cái tầm tiền hơn 4 cổ chính là con Galaxy M53 M53 này là một con máy zin đẹp đèn đẹp và trong cái phân khúc của nó là hơn 4 cổ các anh em. Con này anh em sẽ được một con máy rất mỏng các anh nhìn chưa? Độ mỏng của nó là 0,9 mm Máy mới 99% tất cả các chức năng hoạt động ok. M53 này được cái là cái màu mỏng này, vân tay bên cạnh này, màn hình to 6,7 inch. Phiên bản này là phiên bản của Hàn Quốc có hỗ trợ game của gọi các anh em. RAM 8 128GB pin 5000. M53 giá 4 triệu 2 ấy có màu trắng, màu đen và màu xanh. Đây là trắng đen này và một cái màu là màu xanh xanh đậm nữa. Đấy thì có ba màu này, các bác nào thích màu nào thì vào việc các bác nhé. Tặng cho các bác là ốp lưng, sạc cáp và dán màn hình M53. Và một cái sản phẩm trong tầm tiền hơn 4 củ nữa thì bên em còn hai con Samsung Galaxy S20 FE, RAM 6 128GB, pin 4500, chip Snapdragon 865, màn 120Hz. Con này giá hiện tại em đang bán cho các bác là 4.200.000 S20 BE phiên bản Hàn Quốc, hai cây này đẹp tầm 9798. Đấy, 4 triệu 2, còn một cây màu xanh than và một cây màu trắng. Và trong cái tầm tiền hơn 4 củ thì còn một cái mã nó chính là con Galaxy Note 10 5G nhỏ. Con này bản Hàn Quốc một sim, RAM 12GB như con nha các bác nhá. Bộ trong lại còn 256GB cơ, không phải không biết vì sao mà ngày xưa cái thằng Samsung nó nó đã yêu ưu ái cái con Galaxy Note 10 này đến thế. Bộ trong này các bạn nhìn thấy RAM 12GB, bộ trong 256GB màn hình 6.3 inch, các bác trải nghiệm quá ok luôn giá 4 triệu 2 các bác nhá. Samsung Galaxy Note 10 nhỏ này. Và trong cái tầm tiền hơn 4 củ thì còn một cái mã nữa. Bên em thì còn hai màu, màu hồng với màu trắng hết rồi. S21 nhỏ, phiên bản này là phiên bản của Hàn Quốc. Đấy, em có một chiếc màu tím và một chiếc màu đen. Con này hàng mới tầm 98%. Tất cả các chức năng hoạt động ok S21 nhỏ bản Hàn Quốc Giá rất rẻ này các bạn nhìn này 4 triệu 8 Thời điểm trước mà những cái con như này toàn 5 triệu với 5 triệu 2 thôi Nhưng bây giờ thì nó xuống còn 4 triệu 8 rồi Nói chung là giá đợt này cũng rẻ đi Con này thì phù hợp cho những cái bác mà thích máy nhỏ gọn xinh xinh Bộ trong 256GB, gian 8GB Chip Exilot 2100, máy đầy đủ tiếng Việt các bác nhá Đấy, Máy hàng mới về còn chưa chuyển sang ngôn ngữ tiếng Việt này Nó chung màn rất mượt luôn 62 inch, nhỏ gọn xinh xắn, giá 4 triệu 8 Galaxy S21 nhỏ Còn ngoài ra thì trong cái tầm tiền mà loanh quanh hơn 3 cổ đi hơn 3 cổ thì phải nói các bác cái mã này mới là mã bay nhiều này Samsung Galaxy A52s A52s hiện nay em đang có màu đen và màu tím hai màu để cho các bác lựa chọn thôi màu đen và màu tím thôi nhé A52s này có nhìn đẹp chưa con này thì các bác sẽ được sở hữu cho em một cái máy hàng hàng tầm trung nhưng mà cấu hình thì em đánh giá là gần như hàng có cao, cao, cấp bởi vì sao các bác sẽ được sở hữu cho em nhá thứ nhất là anh em sẽ được sở hữu một quả màn hình AMOLED kích thước là 6,5 inch và con này thì màn hình của nó thì màn hình 120 hẹp màn hình tần số quét lên rất cao các bác 120 mạc là phiên bản Hàn Quốc này Đấy, coi nhìn chưa? Có hỗ trợ 5G luôn Ghiêm của gọi đầy đủ luôn Pin 4500 và chip Qualcomm Slap là đầu 765 các bác nhé 2 sim, à 1 sim Loa kép sạc nhanh Đấy, một con a 52 s Phải nói các bác, a 52 s này các bác cũng mua nhiều Bởi vì hàng ngon thì đương nhiên là các bác sẽ tìm hiểu rất là nhiều a 52 s là đúng ra mắt cũng không rẻ đâu các bác Mà giá thời điểm này có 3, 3 triệu 600 nghìn là các bác đã mua rồi Hàng đẹp 99% các bác nhé a 52 s 99% Đấy, màu đen và màu tím 99% giá hiện tại đang cho bán cho bác là 3 triệu 6 Ok, ở à đây này, quên lúc nãy này Còn một cái sản phẩm uh, Note 10 Plus nữa mà quên không giới thiệu bác Note 10 Plus bản Hàn Quốc này Con này thì màu đen huyền bí nhá Bộ giam 12 256 g 5 triệu 8, 8 này Quên mất không giới thiệu bác con Note 10 Plus Con này 5 triệu 8 RAM 12 256 g màn hình 2K Đấy, Note 10 Plus thì các bác cũng rất ưu chuộng luôn Con này màu đen nhá, hình thức máy tầm 97% Đấy, 5 triệu 8, 8 này và cái sản phẩm trong cái tầm tiền hơn 3 cổ tiếp theo Con Galaxy A33 A33 này thì màn hình nhỏ gọn Nhưng màn hình của nó là màn hình AMOLED Pin 5000 các bạn nhé RAM 6GB bộ trong là 1 chai 8GB Con này thì có người già mua về quá ok luôn Giá có hơn 3 triệu, 3 triệu rưỡi Là các bác đã được sở hữu rồi RAM 6, 128GB, 3 triệu 500 nghìn Một con Samsung Galaxy A33 A33 5G Ok và sản phẩm trong cái tầm tiền hơn 3 cổ tiếp theo Chính là con Galaxy A90 5G các bạn nhé A90 5G này thì trước sau đều bằng kính RAM 6 128GB màn hình AMOLED này Cầm rất đầm tay và chắc chắn luôn Con này thì pin 4500 các cái ứng dụng tào lao chi phưỡng này các bác có thể gỡ hết đi nhá Về nhà các bác gỡ thoải mái luôn không bao giờ sợ bị hỏng máy đâu Tất cả những cái ứng dụng nào mà liên quan đến trên màn hình này các bác gỡ thoải mái Tắt đi tẹt bô luôn không hỏng được máy đâu Đấy, Các bác có thể cứ giữ rồi các bác xóa đi Đấy, Thì con này là một con máy bản Hàn Quốc nên là rất nhiều những cái ứng dụng linh ta linh tinh này Đấy, các bác có thể chạm vào đây như này nhá các bác gỡ hết đi con này màn hình của nó là màn hình AMOLED nên màu sắc các nhìn nó đẹp chưa? Màu sắc rất sáng và đẹp luôn. Đấy. Pin của nó là pin 4500, tất cả các chức năng hoạt động ok. Loa kép à loa đơn nhưng mà loa rất to, có hỗ trợ 5G nhá, ghim của gọi nhá, pin 4500 này chip Slap 845. Con này giá hiện tại đang bán cho các bác là 3 triệu tư một con Galaxy A95 g màu đen huyền bí. 3 triệu tư hai con này thì hàng đẹp tầm 98% các bác nhá. 98% riêng con A95 g này nhiều bác mua bên em chỉ có dùng sướng thôi chứ chưa bác nào hối hận bởi vì đã mua con A90 5G này. Nhưng con này anh em phải dùng hết sức lưu ý là cẩn thận cái màn hình nhá. Vì màn hình nó rất là đắt. Đấy, các bác nào mà kết mà chốt con A90 5G này thì anh em vào việc qua số Zalo. Đấy qua số Zalo này. Trong cái tầm tiền 3,4 triệu. Còn ngoài ra có những cái con mà có hơn 3 triệu cũng có, 3 triệu 2 cũng có này, rồi con màu trắng 3 triệu 4 cũng có, đại loại là tùy theo từng chiếc mà em phân loại giá ra. Đấy, 3 triệu 2, 3 triệu 4. 3 triệu 4 thì đương nhiên nó phải đẹp hơn 3 triệu 2 rồi. Cái điều đương nhiên rồi các bác nhá người ta gọi là tiền nào của đấy và tiếp theo trong tầm tiền hơn ba cổ hôm nay về được một con uh, Xiaomi Redmi Note 11 Pro con này thì uh, thương hiệu họ nhà Xiaomi con này thì các bác cái dùng cũng trông nó cũng hơi uh, hơi xước sát vỏ một tí do dùng ốp các bác nhá cái này là máy hàng chính hãng của Xiaomi đấy, hơi xước sát một tí này vỏ thì em đánh giá tầm 95 phần trăm nhưng màn hình thì uh, em nhìn uh, trong veo không ám mố không lưu ảnh gì hai sim hai sóng ram tám một trăm tám Đấy, con này thì có một các bác quăng quật thoải mái luôn riêng con siêu này thì các bác quăng thoải mái luôn các bác nhá lốt 11 pro bộ trong là một chai 8 g này đấy. ram của nó là ram 8 cộng ba nói chung là gọi là ram 8 cộng ba nhìn nó đẹp mắt thôi thực tế là ram 8 các bác nhá 8 nhân con này giá hiện tại em đang bán cho các bác là ba triệu rưỡi một con lốt 11 pro thương hiệu họ nhà siêu đấy thì các bác nào mà thích siêu thì các bác quất con này hai sim vật lý luôn hai sim vật lý này game của gọi này lốt 11 pro các bác nhá đấy thì con này giá ba triệu rưỡi và một cái sản phẩm tiếp theo giới thiệu bác trong cái tầm tiền mà hơn hai cổ thì còn ba mã nữa giới thiệu nhanh cho các bác nhá đầu tiên là con m 23 m 23 đấy con m 23 này giá 2 ,8 triệu tám này con này thì đang có màu xanh màu xanh màu màu xanh đậm xanh nhạt này và màu đỏ gạch con này giá bốn một trăm hai mươi tám Đấy, pin 5000, máy mới 99%, tất cả các chức năng hoạt động ok. Đấy, Galaxy M23, con này giá hiện tại em nó bán cho các bác loanh quanh là 2 ,8 triệu 8, tặng đầy đủ cho các bác ốp lưng, sạc cáp và dán màn hình M23 các bác nhá. Phù hợp cho những cái bác người già, người lớn tuổi các kiểu dùng con này thì các bác gọi đây dùng xem phim cả ngày luôn. Đấy, ngồi buôn chuyện với người yêu cũ gọi là cả ngày không hết pin các bác nhá. M23, giá 2 ,8 triệu 8. Còn ngoài ra thì có một cái mã nữa là M33, đấy M23 rồi thì bây giờ em giới thiệu cho bác là M33. M33 thì em cũng có ba màu là màu trắng, màu xanh đậm và màu xanh nhạt. Con M33 này được cái RAM của nó lưng lên một đời là RAM 6 g Còn lại thì vẫn là pin 5000 và bộ trong vẫn là một chai 8 g Màn hình vẫn là màn LCD các bác nhá. Nói chung là con này thì phù hợp cho những cái bác cũng là gọi là người già người lớn tuổi. Châu bò. Đấy, xem phim Zalo, Facebook các kiểu thế thôi, cũng quanh cái quần đại cũng chỉ thế thôi. Giá hiện tại là 3 triệu các bác nhá. M33 này là 3 triệu này, vẫn tặng đầy đủ sạc cáp ốp lưng, giám màn hình cho bác. Và một cái sản phẩm tiếp theo chính là con A23. A23 này thì thiết, kế trông cam sau đẹp này các bạn này con này thì bộ trong là một chai 8 g ram 4 g màn hình lcd to các bác mua về cho phụ huynh dùng thì ok luôn các bác nhá con này giá là 2 triệu tám bằng mấy con m 23 a 23 và m 23 bằng giá nhau Đấy thì cũng có cổng sạc nhanh cũng nhưng mà vẫn còn giá 3.5 ấy thì giá cho các bác là 2 triệu tám này và một cái sản phẩm cuối cùng trong clip ngày hôm nay thì chính là con Galaxy A32 A32 bản Hàn Quốc phiên bản Hàn Quốc này thì các bác sẽ được sở hữu một quả màn hình AMOLED kích thước rộng 6, uh, 6,4 inch phiên bản này thì các bác sẽ được sở hữu là RAM 4 64 gb pin 5000 nói chung là đời thấp thì giá nó gọi là cấu hình của nó thì đi kèm với gọi là giá tiền các bác nhé Đấy, đời thấp này thì mình không thể so sánh được với những cái con mà 4 5 triệu được. Đấy, con này thì giá hiện tại em đang bán cho các bác là hai uh, 2 6 triệu 6. Đấy các bác nhìn này, LG U+ cộng chính là một cái nhà mạng của Hàn Quốc chứ không phải là máy LG đâu các bác nhé một cái nhà mạng LGU cộng của Hàn Quốc đấy, LGU cộng này KTC và SKT là ba cái nhà mạng của Hàn Quốc giống như Viettel, Vinaphone, Mobifone bên mình ấy. Cái đấy thì hoàn toàn bình thường và không ảnh hưởng gì. Con này không trăm pin rồi, chắc lại đã sập nguồn thôi. Đấy, giá hiện tại là 2 triệu 6 các bác nhá. 2 triệu 6, đây là con Galaxy A32 và cũng là con máy cuối cùng trong clip ngày hôm nay. Ngoài ra còn một con G4 cộng nữa này, con này 1 triệu 3 này, RAM 3 trên 3 GB cho các bác về các bác qua quật này. Đấy 1 triệu 3. Con này uh, tặng sạc cáp thôi nhiều các bác nhá, dán màn hình nữa ok và clip của em hôm nay đến đây là kết thúc xin cảm ơn và xin chào tất cả các bác hẹn gặp lại các bác ở clip tiếp theo